Dạ Cường xin chào cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị cũng như vậy sức khỏe. Thì hôm nay thì Cường cũng trở lại bờ sông Batigo đó. Thì hôm nay thì mình đang đứng chỗ tại đó khán đài đua ghe ngò. Thì ở nơi đây thì hàng năm ngày rằm tháng 10 thì sẽ diễn ra lễ hội đua ghe ngò ốc bóc 2021. Thì năm nay do cái dịch đó thì cũng không có tổ chức cái lễ hội, thì cũng khá là cũng hơi buồn. Thì do dịch là bà con của bác cũng biết rồi, mình cũng tập trung được. Thì hôm nay Cường trở lại thì cũng để ghi hình cũng như tự nhớ lại cái hình ảnh đua ghe ngò. Đây là một lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer. Thì hiện nay thì do cái hoàn cảnh của bờ sông á, hiện nay cái hoàn cảnh của bờ sông á thì cũng khá là bình yên à, cũng gắn que bà con quá. Thì phía trước á vừa thấy cũng đang hạn, người ta cũng đang sửa chữa, đang thi công cây cầu ngay chỗ khán đài á, để cùng dùng cho bà con cô bác xem. Thì ở đây á thì hàng năm á thì tổ chức lễ hội đua ghe ngò bà con cô bác thì cũng khá là vui. Thì bây giờ thì năm nay do dịch thì cũng tổ chức nè. Thì năm rồi thì cái cầu này cũng được cải tạo lan can cũng khá là đẹp, thì cũng do bị sự cố đó thì giờ nó cũng tháo dỡ ra. Thì giờ này nước nó cũng đang chuẩn bị lớn đó. Thì mỗi năm thì giờ này cũng khá là vui, năm nay tôi cũng hơi buồn đó. Thì do dịch này bà con cô bác cũng mình cũng thông cảm, đây là tình hình chung. Thì năm nay thì cũng do biết được thì cũng một số chùa cũng tổ chức cũng như đóng những chiếc ghe ngò mới để chuẩn bị cho 2021, thì cũng khá là chu đáo. Thì tới thì thời điểm bây giờ thì cũng chỉ có biết là xem những hình lại, gợi nhớ những cái hình ảnh cũng như môn lễ hội đua ghe ngò. Thì năm rồi Cường cũng có theo dõi suốt đó, đó chính là ghe ngò được Khmer. Thì năm nay cũng được đóng cái ghe ngò mới nè. Thì chùa rất nặng thì cũng nhiều cái chiếc ghe ngò ở những chùa khác đó người ta cũng đóng. Do cái năm nay dịch bệnh con quá thấy cũng khá là bình yên, cũng như là vắng lặng, người thấy nó vắng ve đó. Cũng khá là buồn đó. Thì mỗi năm con của bác ở chỗ này người ta đứng hai bên lề khá là đông, chỗ này nè quá trời con người ta chen luôn đó. Bây giờ năm nay không thấy gì trơn. Thì phía trước thì khán đài đó con của bác thấy không, cũng năm nay thì cũng gắn que luôn. Còn, cái cầu đó Cường thấy người ta thi công nó cũng gần xong đó bà con của bác. Rồi bà con của bác cái chỗ năm rồi chỗ đó không sẽ giờ hôm nay không có tổ chức thì thấy cũng tỏ tùm hết trơn. Nó nhìn xa xa thì có cái chiếc tàu nó chạy ngang đó. Thì hàng năm thì đặc biệt thì cũng vừa lễ hội đua ghe ngò thì cũng vừa hỗ trợ cái hồ đó, thì cũng được tham quan cũng khá là nhiều những cái hàng quán mà trưng bày người ta bán. Thì cũng lại chủ yếu là quay lại những hình ảnh để như bà con cô bác ở xa đó không có về quê đó thì cũng nhớ lại cái cảnh đua ghe ngò. Thì bây giờ Cường cũng xin phép kết thúc video, thì chúc bà con cô bác luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Thì mình cũng hy vọng cái năm tới đó thì cũng sẽ được tổ chức đua ghe ngò lại, thì cũng như là để cho cái môn lễ hội chúng ta thì mỗi một ngày nó sẽ vui hơn, mang đậm đà hơn. Thì chúc bà con cô bác những người dạy sức khỏe luôn.